Khi các game thủ còn đang đắm chìm trong hàng tấn thông tin mà Riot mang đến trong dịp kỷ niệm 10 năm Liên minh huyền thoại thì đã xuất hiện thêm rất nhiều tin cực sốc. Hôm nay, mời các bạn cùng xem game.com đến với update Liên minh huyền thoại, hé lộ xạ thủ Phật giáo mới, Riot Games thành lập trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình phát triển tướng. Kẻ chuộc tội, tướng mới Senna. Như đã được thông báo gần đây, vị tướng tiếp theo sẽ là Senna, một xạ thủ với lối chơi cực kỳ quái dị. Khi thiết kế Senna, Riot Games muốn rằng cô ấy sẽ là một xạ thủ nhưng đồng thời cũng có thể đi cùng đường với Lucian. Và rồi họ nhận ra một cơ hội cực lớn để giúp họ có thể chiến đấu cùng nhau bằng cách cho phép Lucian chiến đấu ở tầm ngắn, trong khi Senna hỗ trợ anh ta với một khẩu đại bác cổ vật khổng lồ. Với ý tưởng này, Riot đã hướng đến việc xây dựng một xạ thủ hỗ trợ với sự kết hợp của cả sát thương lẫn độ đa dụng. Cùng với tướng mới Senna, Lucian sẽ có những đoạn hội thoại mới, đồng thời cũng kể tiếp câu chuyện của anh ta với sự trở về của Senna. Kẻ trung thành sẽ được tưởng thưởng, xạ thủ Phật giáo. Bạn sẽ hy sinh gì cho đức tin của mình? Chỉ những kẻ thành kính mới có thể làm chủ được vị tướng kế tiếp. Một xạ thủ mới sinh ra chỉ vì một mục đích duy nhất, bảo vệ đức tin khỏi những kẻ phàm trần. Thêm một xạ thủ mới được tạo ra chỉ với một mục đích, bảo vệ đức tin của những kẻ thờ phụng mặt trời. Liên tục tập luyện, làm chủ vô số loại vũ khí cổ đại, thay đổi giữa chúng liên tục như một chu kỳ chuyển động của mặt trăng vậy. Với chẳng có gì khác ngoài một giọng nói đơn độc, thôi thúc, an ủi, yêu thương. Nếu chấp nhận thử thách, bạn sẽ phải tập luyện cực kỳ chăm chỉ để đạt đến cảnh giới tối thượng của sự tập trung và gặt hái thành quả. Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa, liệu bạn có sẵn sàng hy sinh vì đức tin của mình? Đó là những gì Riot Games tiết lộ về vị xạ thủ mới này. Kết hợp với hình ảnh chuỗi hạt được đặt trên một bệ thờ, khả năng cao vị xạ thủ tiếp theo được lấy cảm hứng từ Phật giáo. Và Phật giáo bắt nguồn từ Nepal, một quốc gia ở châu Á. Những thứ đặc trưng cho văn hóa châu Á trong Runeterra lại được thể hiện rõ nhất ở Ionia. Khả năng cao, vị xạ thủ này sẽ xuất thân từ Ionia và có mối quan hệ với Lee Sin chăng? Chào mừng đến với thế giới ngầm, tướng mới, đấu sĩ. Một dũng sĩ đang trỗi dậy từ nơi thế giới ngầm của Ionia. Đã một thời gian dài kể từ khi Riot Games tạo ra những vị tướng đấu sĩ, Cho'Gath mang thiên hướng lao thẳng vào giao tranh, với lối chơi đơn giản và dễ tiếp cận với game thủ. Vị tướng cuối cùng có lẽ chính là Darius. Đây sẽ là lúc để họ bổ sung thêm gương mặt mới vào khoảng trống này. Vị tướng mới sẽ tỏa sáng ở giữa giao tranh, vui vẻ nhận vào hàng tấn sát thương và rồi trả lại những cú đấm cuồng nộ, giải phóng tất cả những nguồn năng lượng được tích tụ vào thẳng mặt đối thủ. Nếu bạn muốn dùng nắm đấm thay lời nói, lao vào đấu trường và dập đầu đối phương lại với nhau, đây có lẽ chính là vị tướng dành cho bạn. Ác quỷ cổ đại dần thành hình, Fiddlesticks mới. Quá trình phát triển của Fiddlesticks đã đi được khá xa kể từ lần chia sẻ trước, với những phản hồi của các bạn là tiền đề cho sự thay đổi và cải tiến đối với thiết kế ban đầu. Rất nhiều người trong số các bạn cực kỳ thích ý tưởng biến Fiddlesticks trở nên đáng sợ bằng nhiều giọng nói chồng chéo lên nhau, nên Riot đã thử lại điều đó và cố gắng để biến nó thành sự thật, dù là bằng cách này hay cách khác. Bộ kỹ năng của Fiddlesticks mới sẽ đặt trọng tâm vào khái niệm của nỗi sợ hãi, nhưng đó sẽ không chỉ là một kỹ năng chỉ thẳng vào mặt. Những người chơi Fiddlesticks kinh nghiệm sẽ có thể khủng bố tinh thần nạn nhân của mình bằng cách khiến chúng phải phân vân không biết đâu là thật và đâu chỉ là một con bù nhìn đáng sợ. Sự hoảng loạn sẽ tràn ngập bản đồ khi Fiddlesticks xuất hiện trong một trận đấu. Và nếu nó tìm thấy bạn trước khi bạn tìm thấy nó, cái chết sẽ là thứ tiếp diễn sau đó. Cơn bão đang đến, Volibear mới. Cũng trong lần trước, Riot đã nhắc đến việc vẫn đang nghiên cứu các hướng phát triển dành cho lối chơi của Volibear và vẫn chưa xác định được chính xác lối đi đúng nhất. Nhưng hiện tại, Riot đã tìm được một hướng đi thú vị dành cho Volibear khi nó sẽ vừa giữ được những giá trị cốt lõi của Volibear hiện tại nhưng cũng đồng thời cho ông ta những công cụ mới. Đáng tiếc phải thông báo rằng, cơ chế vĩnh viễn không thể bị ngăn cản bằng cách chuyển những hiệu ứng khống chế cứng Volibear nhận vào thành hiệu ứng tự làm chậm bản thân đã chính thức bị hủy bỏ. Tuy nhiên, đội ngũ phát triển đã tìm ra một cách khiến hắn ta trông giống vị thần của bão tố hơn. Giáng những tia sét vang trời xuống đầu cái địch và những công trình mà chúng núp phía sau. Một phản hồi Riot Games nhận được rất nhiều, đặc biệt là từ những người chơi Volibear kỳ cựu, rằng ý tưởng về một Volibear có phần ghê tởm, kinh dị đã đi quá xa so với tinh thần của Volibear hiện tại, nên họ quyết định sẽ tập trung vào một Volibear thân thiện hơn. Hình ảnh ghê tởm của Volibear trong một truyện ngắn gần đây là từ góc nhìn của Udyr khi Volibear được triệu hồi bởi tộc người man dợ Ursine. Đối với Volibear trong game, Riot Games muốn ông ta thực sự là chính mình, một vị thần nguyên thủy trong hình dạng thời hoàng kim của mình. Đi rừng và đường đơn. Đó là tất cả những gì Riot Games muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Có một vài vị tướng khác nữa đang trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển, bao gồm một tướng đi rừng mới theo kiểu dị dị, cùng một tướng đường đơn gánh đội ngầu lòi. Họ sẽ được giới thiệu trong số lộ trình phát triển tướng tiếp theo được ra vào khoảng đầu năm sau. Hello các bạn, như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau được gần 3 năm rồi, một khoảng thời gian đủ để mọi người hiểu nhau, gắn kết và trở thành một đại gia đình không thể thiếu. Và chỉ còn một chút nữa thôi là chúng ta sẽ chạm được đến mục tiêu trong năm nay là giành được nút vàng YouTube. Đó là công sức và tình cảm yêu quý vô bờ của các bạn dành cho XTV Network chúng mình. Mỗi lượt like, share và subscribe, bình luận của các bạn là động lực to lớn để bọn mình tiếp tục sáng tạo ra nhiều chủ đề hấp dẫn hơn. Rất mong các bạn sẽ bỏ ra vài giây ấn đăng ký kênh để chúng ta có thể đạt được 1 triệu lượt đăng ký sớm nhất nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Riot Games thành lập trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, thời đại của Garena Việt Nam chuẩn bị chấm dứt. Sự ra đời của hàng loạt những tựa game mới như Liên minh huyền thoại, Tốc chiến, huyền thoại Runeterra hay đấu trường chân lý mobile có lẽ là chủ đề được quan tâm bậc nhất đối với cộng đồng game thủ trong 24 giờ đồng hồ vừa qua. Và điều đáng chú ý nhất là khi tìm kiếm Liên minh huyền thoại, Tốc chiến trên khung tìm kiếm của Google Play, trong mục nhà phát hành đã xuất hiện cái tên Riot Games Việt Nam. Trên trang chủ của Riot Games, cha đẻ của Liên minh huyền thoại cũng đã update về việc mở chi nhánh tại Việt Nam cũng như tuyển dụng nhân sự tại đây, và trụ sở Riot Việt Nam khả năng cao sẽ tọa lạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự xuất hiện của Riot Games tại Việt Nam liệu có biến tin đồn về việc nhà phát hành Liên minh tại Việt Nam hiện tại, Garena, sẽ mất quyền vận hành sản phẩm này vào tay cha đẻ của nó? Câu trả lời là không. Ít nhất là trong tương lai gần, Garena vẫn sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành Liên minh huyền thoại Việt Nam. Thông tin này đã được xác nhận trong bản thông cáo báo chí sự kiện sinh nhật 10 năm Liên minh huyền thoại của Riot Games. Vào năm 2011, Liên minh huyền thoại được phát hành tại Đông Nam Á, Đài Loan, Hồng Kông và Macau bởi Garena, và sự hợp tác này đã trở thành cầu nối tạo nên thành công của Liên minh huyền thoại trong khu vực. Garena sẽ tiếp tục là đối tác của chúng tôi cho trò chơi Liên minh huyền thoại trên máy tính, và chúng tôi vô cùng biết ơn sự hỗ trợ của họ. Như vậy, tuyên bố của đại diện Riot Games cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có chuyện Riot Games lấy lại quyền phát hành Liên minh huyền thoại từ Garena, ít nhất là trong vòng 1 năm sắp tới. Vậy nên động thái mới nhất từ phía Riot Games nhiều khả năng là để chuẩn bị cho việc trở thành nhà phát hành trực tiếp của Liên minh huyền thoại, Tốc chiến cũng như huyền thoại Runeterra hay đấu trường chân lý mobile tại Việt Nam mà thôi. Karma có trang phục, thần khí, trang phục kỷ niệm 10 năm thuộc về Annie. Nếu các bạn còn nhớ sự kiện quyết đấu 2017 với màn đọ kiếm của Riven thần kiếm và Yasuo ma kiếm, thì sắp tới đây, vũ trụ trang phục đó sẽ được mở rộng thêm với việc có thêm thành viên Karma thần khí. Đây sẽ là bộ trang phục đầu tiên của Riot mà toàn bộ doanh thu của nó sẽ được dùng để làm các hoạt động từ thiện xã hội. Trong quá khứ cũng đã có những lần Riot dùng một phần số tiền kiếm được từ việc bán trang phục để đóng góp vào các hoạt động xã hội, như đợt bán mở đầu của Cho'Gath Hắc Tinh hay Ashe Quán Quân. Ngoài ra, Annie sẽ sở hữu trang phục độc nhất vô nhị nhân dịp kỷ niệm 10 năm của Liên minh. Trang phục này sẽ là một món quà mà Riot Games gửi đến các game thủ trung thành thông qua chuỗi nhiệm vụ sắp tới. URF truyền thống trở lại với những thay đổi. Chính xác là URF chứ không phải AR URF sẽ đến tay game thủ trong thời gian tới. Riot vốn định không đưa chế độ này trở lại bởi nhận ra rất nhiều người chơi đã nhẫn tâm bỏ rơi Liên minh huyền thoại sau khi URF ra mắt và chỉ trở lại khi chế độ này xuất hiện. Nhưng vì tình yêu lớn đối với các fan, họ quyết định sẽ mang nó trở lại một lần nữa từ 28 tháng 10 đến mùng 8 tháng 11. Và sau đây là những cập nhật cho URF truyền thống lần này. Giai đoạn chọn tướng đã không còn hoàn toàn tự do. Riot sẽ bổ sung thêm vào chế độ giai đoạn cấm. Tuy nhiên, hai đội vẫn có thể chọn những tướng giống nhau vào game. cân bằng cho toàn bộ các tướng trên sàn URF, tránh việc một số tướng trở nên quá mạnh trong chế độ này. Bản đồ Summoner's Rift vẫn được giữ nguyên như trong chế độ đánh thường, tuy nhiên, buff từ dòng ngàn tuổi sẽ không còn quá mạnh để nhiều tướng có thời gian tỏa sáng hơn. Vẫn giữ nguyên máy bắn tướng và những yếu tố khác trong AR URF. Vì sao server nước ngoài nhận được 3.000 tinh hoa cam, còn Việt Nam chỉ là 500? Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Liên minh huyền thoại, Riot đã gửi một danh sách quà tặng đăng nhập đến game thủ. Cụ thể, ngày 1, icon kỷ niệm, biểu cảm, mẫu mắt. Ngày 2, 6.300 tinh hoa lam. Ngày 3, dương tuyệt phẩm, chìa khóa Hextech. Ngày 4, trứng linh thú hiếm. Ngày 5, 3.000 tinh hoa cam. Ngày 6, 6 mảnh trang phục. Ngày 7, 25 điểm hàng hiệu. Ngày 8, 200 kỷ vật chung kết thế giới 2019. Ngày 9, đá quý. Ngày 10, skin huyền thoại. Ngày 11, skin anniversary, khung, icon. Theo như thông báo của Riot Games thì game thủ sẽ nhận được tới 3.000 tinh hoa cam. Tuy nhiên, ở server Việt Nam, game thủ đang la ó vì số lượng tinh hoa cam khi được ship từ Riot Games về đến Garena chỉ còn lại 500. Đừng vội cho rằng Garena đang cố tình ăn bớt hay cắt xén quà tặng, bởi đây chỉ là một hệ quả do việc chênh lệch tỷ giá tiền tệ in-game giữa hai khu vực mà thôi. Giống như RP, tinh hoa cam ở hai server cũng có cách tính hoàn toàn khác nhau. Nếu như một mảnh trang phục 310 RP tại Việt Nam khi phân tách sẽ nhận được 62 tinh hoa cam và cần 271 tinh hoa cam để nâng cấp, thì tại Bắc Mỹ 1350 RP lại cần đến 1050 tinh hoa cam để sở hữu và nhận được 270 tinh hoa cam khi phân tách. Đó chính là lý do 3.000 tinh hoa cam khi về đến Việt Nam chỉ còn lại 500 để phù hợp với cách quy đổi tại đây. Thay đổi tiền mùa giải 2020. Ngoài cập nhật siêu khủng về giống nguyên tố và bản đồ, Riot Games còn thay đổi khá khá những thứ khác trong giai đoạn tiền mùa giải 2020. Kinh nghiệm quái rừng. Do chênh lệch về kinh nghiệm trầm trọng giữa cóc và người đá nên Riot đi đến quyết định giảm kinh nghiệm người đá và tăng kinh nghiệm cóc lên một chút. Và vòng rừng level 3 sẽ là một bãi bùa, một bãi cóc hoặc người đá, một bãi nào đó. Đường trên đang cô đơn quá. Do việc ra mắt giống mới sẽ khiến cho thế trận nghiêng về phần dưới bản đồ, khiến các top laner mất tiếng nói. Nên, tăng kinh nghiệm nhận được từ lính và giảm kinh nghiệm chia sẻ. Việc này sẽ khiến cho các đường đơn có cấp độ nhỉnh hơn một chút so với cấp bot. Ngoài ra, sứ giả sẽ có thể hồi sinh nếu nó được ăn từ sớm và đủ thời gian để chờ trước khi Baron ra. Nâng cấp trang bị hỗ trợ. Nhằm khiến người chơi hỗ trợ lên đồ nhanh hơn và ra mắt Senna nên trang bị hỗ trợ giờ đây sẽ được nâng cấp tự động thông qua nhiệm vụ chứ không cần 1.500 vàng như trước. Bù lại, chỉ số sẽ yếu hơn nhưng lại có nhiều lựa chọn nhánh chỉ số hơn. Ví dụ, máu cao, sát thương thấp hoặc máu thấp, sát thương cao. Đồng thời, loại bỏ đồng xu cổ đại nhằm mục đích hạn chế tính thụ động và tướng đánh xa giờ có thể sử dụng khiên cổ vật. Sát thủ đang hơi yếu nên sẽ được buff. Gia tăng số lượng trang bị sát lực, dự định là thêm 3 món. Áo trong bóng tối giờ sẽ hoạt động như dây chuyền chữ thập. Thêm một trang bị giúp các sát thủ đầy lẻ, gia tăng gấp đôi tốc đánh khi không có đồng minh xung quanh. Một số trang bị khác đang được thử nghiệm. Cuồng đao Sojin sẽ bị xóa sổ. Vì nó bá đạo quá mức cần thiết và sự hồi sinh của dòng gió, nên tạm biệt dù chúng ta gắn bó không lâu. Ngoài ra, còn một số trang bị khác đang được sờ gáy. Thay đổi về ngọc tái tổ hợp. Chinh phục một lần nữa quá bá nên sẽ bị loại bỏ sát thương chuẩn của nó đi. Đạo trích cũng vậy, hách tiền quá nhiều nên giảm tỷ lệ rơi túi tiền và tăng tỷ lệ rơi bình thuốc ở đầu trận. Dư chấn đang quá bạo động do một số tướng máu giấy sử dụng nên sẽ giảm một chút chống chịu và tăng một chút sát thương khiến tanker có tiếng nói trở lại. Theo đó, tiền mùa giải 2020 sẽ đổ bộ tại máy chủ chính thức vào phiên bản 9.23. Vậy bạn nghĩ sao về những thay đổi này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé!